Bà Quý đến đây rồi. Mời bà vào đây. Mời bà vào à. Xin lỗi các ông bà. Dạ không sao, bà ngồi ở đây đi. Mời bà. Nói như thế mẹ sẽ buồn đấy. Mẹ có cuộc sống của mẹ, còn chúng mình thì sao? Chúng mình cũng có cuộc sống của chúng mình chứ. Nhiều lúc em cũng khó xử lắm, anh có biết không? Năm nay sinh nhật cô Tít thì cô Tít ước cái gì? Điều ước của con lịch sự thật đâu ạ? Sao lại không được? Điều ước thứ nhất của con là có phòng riêng. Điều ước thứ hai của con là có em bé. Nhưng mẹ bảo nhà mình chỉ bằng lỗ mũi thôi.